Xin chào các em đã đến với bộ môn sinh học 6 Trước khi vào bài mới thì chúng ta cùng nhau ôn lại một số kiến thức Hệ rễ giúp cho cây mọc trên mặt đất Ngoài ra hệ rễ còn có vai trò rất quan trọng Đó chính là hút nước và muối khoáng hòa tan Vậy theo các em, thực vật có mấy loại rễ chính? À thực vật có hai loại rễ chính mà các em đã được học ở bài số 9 Các loại rễ và các miền của rễ Đó chính là À, dễ cọc và dễ trùm trong đó thì dễ cọc gồm có dễ cái và nhiều dễ con mọc xiên cô lấy ví dụ như là cây bồ công anh và tất cả những cây sống lâu năm khác còn dễ chùm gồm có nhiều dễ con mọc từ gốc thân ví dụ như cây hành trong thực tế thì dễ cây không chỉ có chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan mà ở một số cây dễ cây còn có những chức năng khác nữa nên hình dạng cấu tạo của dễ sẽ thay đổi làm cho dễ bị biến dạng Vậy có những loại dễ biến dạng nào? Chúng có chức năng gì? Để có câu trả lời Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay Bài 12 Biến dạng của dễ Trong bài học này các em cần làm rõ được những mục tiêu sau đây 1. Nêu được dấu hiệu nhận biết những dễ biến dạng 2. Nêu các loại dễ biến dạng 3. Phân biệt các loại dễ biến dạng dựa vào vị trí, đặc điểm, chức năng trên màn hình là hình ảnh hệ rễ của cây khoai lang. các em quan sát thật kỹ, chúng ta thấy rằng các sợi rễ của cây khoai lang khá đặc biệt đúng không nào? từ một sợi rễ nhỏ nhưng chúng bắt đầu được phình to ra như thế này. thường chúng ta sẽ gọi đó là củ. và củ được phát triển từ rễ của cây, thì các nhà nghiên cứu đã đặt tên đó chính là rễ củ. ở rễ củ ngoài làm nhiệm vụ hút nước và muối khoáng thì chúng còn có nhiệm vụ là chứa chất dự trữ. Tại sao cây lại dự trữ chất dinh dưỡng ở rễ? À chính là để phục vụ cho cây khi chúng ra hoa và tạo quả Còn đối với lại con người thì rễ củ còn có vai trò gì? À đối với con người rễ củ có vai trò làm thức ăn Các em hãy liệt kê một số cây có kiểu rễ củ À như là cây cà rốt, cây củ cải trắng, cây củ sắn tàu hay trong nam còn gọi là củ khoai mì củ sắn dây đây chính là một trong những số cây mà thuộc loại rễ củ làm thức ăn cho con người ngoài ra một số loại rễ củ có hoạt tính thảo dược rất cao tốt cho sức khỏe con người cô lấy ví dụ như là củ mài trong đông y thường dùng để trị kén ăn tiêu chảy lâu ngày phế hư ho xiễn ngoài ra củ mài cũng là một loại lương thực dùng để chống đói trong lúc hạn hán đói kém hoặc là một loại thuốc đông y thường gọi đó là hoài sơn giúp làm giảm sự thèm ăn tinh bột cho người bị tiểu đường. Củ bách bộ có tính thảo dược để chữa ho, viêm phế quản lâu ngày. Củ thiên môn có tính bình, vị đắng, dùng để tăng hệ miễn dịch, chữa các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Củ hoa hiên, rễ cây có vị ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, được dùng làm thuốc lợi tiểu giảm đau chữa sốt và chữa ho da máu viêm gan da vàng củ hà thủ ô đóng vai trò như một vị thuốc bổ thận nhuận tràng thông tiện làm đen râu tóc củ đinh lăng trị các bệnh về khớp đau nhức thấp khớp ngoài ra còn đối với các loại củ của đinh lăng đặc biệt là loại rễ cây thì chỉ hiệu quả với các cây đã trồng trên 3 năm Chúng ta có thể kết hợp đinh lăng với một vài vị thuốc như là hà thủ ô, hoàng tinh để trị các bệnh thiếu máu vô cùng hiệu quả. Củ nhâm sâm chống oxy hóa, giảm viêm, cải thiện tâm trạng, trí nhớ, bổ sung năng lượng cho cơ thể. Nhưng các em hãy lưu ý rằng cho dù là dễ của các loại cây này có tính dược liệu khá là cao và tốt cho sức khỏe nhưng không được tùy tiện sử dụng khi chưa có sự hướng dẫn của bác sĩ Đông y các em nhé. Trên màn hình chính là hệ rễ cây trầu không. Các em hãy quan sát và cho cô biết. Rễ cây trầu không được mọc ra từ đâu? À rễ cây trầu không được mọc ra từ thân, cành, trên mặt đất. Vậy chức năng của loại rễ này là gì? À các sợi rễ này có nhiệm vụ là móc vào trụ và bám, leo, giúp cho cây leo lên trên. Dựa vào chức năng của các loại rễ này, chúng ta đặt tên cho nhóm rễ này là gì? À chính là loại rễ móc từ đây chúng ta rút ra được kết luận dễ móc là dễ phụ mọc ra từ thân và cành trên mặt đất móc vào trụ bám giúp cho cây leo lên và các em hãy tìm các cây có dễ móc giống như cây trầu không à như là cây hồ tiêu này cây trầu bà hay còn gọi là cây vạn niên thanh cái cây này thì khá là quen thuộc với các em rồi đúng không nào chúng ta thường trồng cây này vào trong chậu để làm cảnh trong lớp học của chúng ta đúng không nào Vậy đồ các em, bộ phận mũi tên chỉ trên màn hình là gì? À thoạt đầu chúng ta tưởng như là những hòn non bộ bằng đá đúng không nào? Nhưng không phải các em ạ, à. đây chính là loại rễ phụ của một loại cây thân gỗ lớn có thể cao đến từ 40 đến 50 mét Còn đây là lá và cơ quan sinh sản của cây và chúng thường sống ở ven sông, suối hoặc là nơi đầm lầy nước chảy chậm, đó chính là cây bụt mọc. Vậy theo các em, rễ cây bụt mọc có đặc điểm gì đặc biệt? À bình thường rễ của các cây sẽ đâm sâu xuống đất đúng không nào? Nhưng đối với lại loại cây này thì có một số rễ phụ của cây bụt mọc nó lại mọc ngược lên trên mặt đất để thích nghi với điều kiện môi trường sống là ven sông, hồ hoặc đầm lầy dẫn đến thiếu không khí Thế mục đích loại rễ mọc ngược lên mặt đất để làm gì? À, dễ giúp cho cây lấy được oxy phục vụ cho quá trình hô hấp của cây Chính vì vậy được đặt tên là dễ thở ngoài cây bụt mọc ra thì em còn biết loại cây nào có hệ dễ giống cây bụt mọc hay không à chúng ta sẽ thấy rằng có một số cây như là cây cây bần này cây mắm các loại cây này thì thường sống ở rừng ngập mặn nước chúng ta đúng không loại cây tiếp theo chính là cây tầm gửi thường chúng sống nhờ trên thân cành của cây khác như là tầm gửi ở cây dâu này tầm gửi cây chanh tầm gửi ở cây gạo tầm gửi ở cây ngái ngoài tầm gửi ra thì còn có một loại cây là dây tơ hồng cũng là dạng cây sống nhờ trên cây khác nó có các loại như là loại tơ hồng vàng này dây tơ hồng xanh với hệ thống các dây leo không có lá và bám dày đặc lên trên vật chủ của chúng và để sống được trên các cây khác thì chúng đã làm bằng cách nào à ví dụ như là dây tơ hồng và cây tầm gửi thì có một lượng à, rất nhỏ chất diệp lục trong cơ thể của nó thành phần này có thể là giúp chúng tự tạo ra năng lượng tuy nhiên thì cái nguồn năng lượng ít ỏi này chỉ đủ cung cấp trong cái giai đoạn từ khi nảy mầm cho đến cái lúc mà chúng tìm được vật chủ để ký sinh thôi và khi mà đã tìm được ra vật chủ phù hợp thì dây tơ hồng nó sẽ phát triển một cơ quan có hình dạng như là rễ giống như trên màn hình đây và gọi con gọi đó chính là giác bút để neo và thâm nhập vào thân cành của vật chủ và hút dần nước này chất dinh dưỡng của cây để làm thức ăn nuôi sống chính nó chính vì vậy loại rễ này có tên là giác mút Vậy rễ giác mút là dễ như thế nào? À, rễ giác mút là dễ biến đổi thành giác mút đâm sâu vào thân hoặc cành của cây khác. Chúng sẽ lấy chất hữu cơ của cây và nuôi chính bản thân nó. Ngoài dân gian còn gọi các loại cây có kiểu dễ này là cây ký sinh. Nó gây hại cho cây chủ. Thông thường thì sự ký sinh của dây tơ hồng sẽ dẫn đến cái chết cho cây chủ. Chưa dừng lại ở đó, qua nghiên cứu thì giới khoa học còn tìm thấy rất nhiều khả năng đặc biệt của dây tơ hồng để thích nghi với cuộc sống ký sinh này. Cụ thể là dây tơ hồng non có thể định vị được vị trí của các cá thể cây mà phù hợp cho việc ký sinh bằng một cơ quan đặc biệt, tương tự như là khứu giác ở người. Đáng kinh ngạc hơn là khả năng này còn cho phép dây tơ hồng lựa chọn được vật chủ nào tốt hơn cho việc ký sinh của mình cho dù là gây hại cho những cây chủ nhưng đối với con người dây tơ hồng và cây tầm gửi thì chúng còn được biết đến với các công dụng làm thuốc trong đông y thì cây tơ hồng còn dùng để bổ thận chữa ho còn cây tầm gửi hỗ trợ điều trị cao huyết áp đau nhức xương khớp nhức mỏi tay chân như vậy thì chúng ta đã vừa tìm hiểu các đặc điểm từng loại dễ biến dạng vậy các em hãy cùng hoàn thiện bài tập nhỏ sau đây trên màn hình là một bảng gồm có tên các loại rễ biến dạng như là rễ củ, rễ móc, rễ thở và rễ rác mút. Nhiệm vụ của các em là dựa vào đặc điểm của từng từng rễ và những gì chúng ta đã phân tích ở phía trên, hãy tìm tên cây và chức năng của từng loại để điền vào vị trí thích hợp. Bây giờ thì chúng ta cùng làm nhé. Loại 1: Rễ củ có đặc điểm rễ phình to, ví dụ như là cây cải củ này, cây cà rốt chức năng là chứa chất dự trữ khi mà cây ra hoa và tạo quả loại 2 dễ móc như cây trầu không hồ tiêu có đặc điểm dễ phụ mọc từ thân và cành trên mặt đất móc vào trụ bám giúp cây leo lên dễ thở ví dụ như là cây bụt mọc cây bần sống trong điều kiện thiếu không khí dễ mọc ngược lên trên mặt đất giúp cho cây hô hấp trong không khí dễ rác mút là loại rễ ký sinh như là tơ hồng, tầm gửi, dễ biến đổi thành rác mút đâm vào thân hoặc cành của cây khác lấy thức ăn từ cây chủ. Vậy tại sao chúng ta phải thu hoạch các cây mà có rễ củ trước khi chúng ra hoa? À để trả lời được câu hỏi này, các em hãy quan sát lại các cây rễ củ. Bộ phận phình to chứa chất dinh dưỡng dự trữ cho cây ra hoa. Đây cũng chính là chức năng của rễ củ. Chính vì thế khi cây ra hoa chất dinh dưỡng trong củ sẽ được sử dụng để giúp cho cây ra hoa kết trái nên củ sẽ nhỏ lại và giảm chất lượng. Chính vì thế để đảm bảo chất lượng của củ thì chúng ta phải thu hoạch trước khi chúng ra hoa. Và ngoài các loại dễ biến dạng trên thì còn có một loại dễ khác đó chính là rễ khí của cây phong lan. Khi sống ở đất thì chúng thường có củ giả, rễ mập và sum xuê hoặc có chân rễ bò dài Tuy nhiên nét độc đáo của họ lan là lối sống phụ hay còn gọi là bì sinh bám treo lơ lửng trên các thân cây gỗ khác Hệ rễ khí sinh phát triển rất phong phú nó mọc dài, mập, khỏe và giữ cho cơ thể khỏi bị gió lung lay vừa làm cột chống đỡ cho thân vươn cao và giúp hấp thụ hơi ẩm trong không khí và chất dinh dưỡng hòa tan nhờ ở mặt bên ngoài có một lớp mô xốp bao bọc. Mặt khác với nhiều loại cây có thân to lớn như là cây đa thì dễ khí sinh đâm thẳng xuống đất. Nó có tác dụng là hỗ trợ nâng đỡ. Còn đối với loại cây như là cây đước sống trong ngập mặn thuộc loại dễ trống, cây đước thì có dễ cọc nhỏ kém phát triển cắm sâu xuống lòng đất rễ phụ của chúng lại phát triển hơn chúng được mọc ra từ phần thân xung quanh gốc cây bám chặt vào vùng bùn nhão xung quanh giúp cho cây được vững vàng trung bình thì mỗi cây đước có từ 8 cho đến 12 rễ phụ các em biết không có một số củ không phải do dễ biến dạng thành cô lấy ví dụ như là củ su hào củ gừng củ rong ta hay còn gọi là củ bình tinh và củ khoai tây thì ở đây để biết được xem là các loại củ này do bộ phận nào biến đổi thành thì chúng ta sẽ được tìm hiểu ở bài học sau. Như vậy, qua bài học ngày hôm nay, cô đã giúp cho các em phân biệt được các loại dễ biến dạng cũng như là lấy được ví dụ cho từng loại. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các em có một tiết học vui và bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.